không nằm ngoài dự đoán. Tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi mạnh mẽ và đầy kỹ thuật của đương kim vô địch tuyển nữ Mỹ ở trận ra quân bảng F-World Cup 2023 sáng 22 tháng 7. Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, tuyển nữ Mỹ cuối cùng cũng mở được tỷ số ở phút 14 sau pha phối hợp đẹp mắt ở trung lộ và Sophia Smith thoát xuống dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ thành Kim Thanh. Mặc dù bị thủng lưới nhưng thủ thành Kim Thanh thực sự là chốt chặn vững chắc trong khung gỗ của tuyển nữ Việt Nam khi liên tiếp có nhiều pha cản phá cơ hội ghi bàn 10-10 của tuyển nữ Mỹ. Đến phút thứ 43, tuyển nữ Việt Nam bất ngờ phải nhận một quả penalty. Ban đầu trọng tài Busra Kabobi không cho rằng đó là một tình huống phạm lỗi, nhưng công nghệ VAR đã vào cuộc để thay đổi quyết định của trọng tài người Morocco. Chính vì thế tuyển nữ Việt Nam đối mặt với một quả 11m của đối thủ. Nhận trọng trách đá phạt cho tuyển nữ Mỹ là Alex Morgan, một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử World Cup nữ. Tuy nhiên lần này thủ môn Kim Thanh đã hóa người hùng khi đã phán đoán chính xác, đổ người và cản phá được cú sút của tiền đạo Morgan. Ở tình huống đá bồi sau đó, các hậu vệ của tuyển nữ Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ Kim Thanh khiến pha dứt điểm của Morgan không chính xác. Đáng chú ý, Alex Morgan chưa từng bỏ lỡ quả phạt đền nào ở cấp câu lạc bộ kể từ năm 2021 đến nay. Đây cũng là quả phạt đền thứ 6 mà ngôi sao của tuyển nữ Mỹ thực hiện ở World Cup và lần đầu tiên bị bỏ lỡ. Trước trận gặp đội tuyển nữ Mỹ, tôi đã xem băng hình về đối thủ để nghiên cứu thói quen dứt điểm cũng như các tình huống xảy ra trên sân. Tôi đã theo dõi thói quen sút phạt đền của Alex Morgan, biết rằng cầu thủ này hay đá về phía góc trái khung thành cũng như góc tay phải của tôi, do đó tôi đoán bắt được hướng sút, thủ môn Kim Thanh khẳng định.